là một trong những doanh nghiệp lớn của tỉnh với hơn 700 lao động. Trong năm qua, chi nhánh Tổng công ty may Nhà Bè, xí nghiệp may Kon Tum ở khu công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum đã thực hiện tốt các giải pháp phục hồi sau dịch COVID-19, giúp hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có nhiều khởi sắc. Để phát triển bền vững, công ty đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, chú trọng phát triển nguồn lực con người cũng như huy động tối đa nguồn vốn, thực hiện có chất lượng các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh, mặt hàng cao cấp. Nhờ đó, dù tình hình kinh tế có nhiều biến động, nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm qua của công ty tăng cao so với năm 2021. Trong đó, riêng thị trường châu Âu chiếm hơn 55% đơn hàng xuất khẩu của đơn vị. Để cái kết quả có thể nói rằng so sánh với 2021 thì mình tăng tới khoảng hơn 33%. Nó có nhiều cái yếu tố, tuy nhiên cái thành quả cuối cùng của nó là đến thời điểm bây giờ mình khẳng định là một năm rất là tốt. Xuyên suốt qua 2-3 năm dịch thì cái niềm tin đối với người lao động, đối với cán bộ quản lý tại đơn vị nó rất lớn. Và chính vì họ đặt niềm tin vào mình và mình thực hiện tốt các cái chủ trương đường lối của các cấp chính quyền địa phương ở đây, cho nên trong năm vừa qua họ nó đã đem lại cái kết quả như mình vừa nói. Trong năm qua, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Mộc Nguyên ở khu công nghiệp Hòa Bình đã có sự tăng trưởng đột phá, với doanh thu tăng từ 40 đến 50% so với năm 2021. Được thành lập cách đây hơn một năm, công ty đã tập trung thu gom nguyên liệu từ các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh để sản xuất viên nén năng lượng, xuất khẩu ra nước ngoài. Hiện tại, trung bình mỗi tháng, đơn vị xuất khẩu hơn 1.000 tấn viên nén năng lượng cho thị trường châu Âu và Hàn Quốc, góp phần tạo công ăn việc làm ổn định cho hơn 20 lao động ở địa phương. Dịch COVID được kiểm soát, cơ chế thị trường bắt đầu mở trở lại, thì doanh nghiệp là cũng bắt đầu đưa vào sản xuất trở lại và dần hồi phục. Trong cái kế hoạch và mục tiêu của trong năm tới là công ty là vẫn duy trì tiếp tục sản xuất cái viên nén năng lượng để xuất khẩu. Đối mặt với những khó khăn thách thức trong năm 2022, các cấp ngành địa phương của tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp linh động để giúp đỡ cộng đồng doanh nghiệp. Ngoài triển khai thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ, các cơ quan đơn vị cũng thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Nhờ đó, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong khu kinh tế, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh khá ổn định và có sự chuyển biến tiến bộ. Đến thời điểm hiện tại, ở các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh, có 111 dự án, tổng số vốn đầu tư đăng ký khoảng 4.237 tỷ đồng, vốn thực hiện 1.947 tỷ đồng. Các doanh nghiệp đều thực hiện tương đối tốt các quy định của nhà nước về chế độ tiền lương, tiền thưởng cho người lao động, không để xảy ra đình công hay khiếu nại, khiếu kiện đông người. Thì ban quản lý khu nghiệp đã phối hợp cùng với từng doanh nghiệp chủ động triển khai và thống nhất cả phương án tổ chức sản xuất kinh doanh an toàn phù hợp với tình hình dịch bệnh ở địa bàn và tại cơ sở sản xuất, đảm bảo vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh lưu thông hàng hóa, đặc biệt là ưu tiên tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19 cho công nhân người lao động trong các doanh nghiệp và tiêm ngay tại địa bàn nơi cơ sở sản xuất kinh doanh. Bước vào năm 2023 với nhiều khó khăn thách thức bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19 kéo dài, tác động của cuộc xung đột Nga-Ukraine làm giá xăng dầu tăng, kéo theo giá nguyên liệu, hàng hóa cơ bản tăng, cũng như thời tiết diễn biến phức tạp khó lường, tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy vậy, cộng đồng doanh nghiệp Kon Tum đã có nhiều kế hoạch, chủ động đổi mới, sáng tạo và kịp thời thích ứng với tình hình mới, duy trì phát triển sản xuất kinh doanh. Đơn vị đã chuyển sang sản xuất cái dòng hàng bê tông nam cao cấp. Và thực sự ra ở trong cái thời điểm hiện nay thì những cái sản phẩm mà mình đang sản xuất là những cái thương hiệu mang tính chất toàn cầu rất lớn, thương hiệu cao, chất lượng cao. Và trong năm vừa qua thì mình đã chuyển được khoảng 30% từ cái dòng hàng gọi là trung cấp lên hàng cao cấp rồi. Thì hy vọng với cái sự chuyển đổi đó nó sẽ mang lại một cái bức tranh, một cái kết quả tốt hơn trong năm 2023.
kỳ vọng là trong năm 23 tới là dịch bệnh là được kiểm soát hoàn toàn để vấn đề xuất khẩu hàng hóa đi được dễ dàng hơn. Vấn đề đi lại không bị hạn chế để hàng hóa cũng như là giao dịch được thuận lợi. Dẫu còn muôn vàn khó khăn thách thức, nhưng cũng có nhiều cơ hội được tạo ra cho cộng đồng doanh nghiệp. Tin rằng, trong giai đoạn tới, doanh nghiệp Kon Tum sẽ tiếp tục chinh phục những mục tiêu mới, tiếp tục đóng vai trò chủ lực phát triển kinh tế bền vững.